Trong vợ con đều về nhà kia, cuối năm nay xây cái nhà 5 tầng cho khách sạn mini để anh về ở nhá. Dạ. Em ba xây ở quê em chỉ có mỗi ở thôi. Chung hết đi, anh đi từng người một, từng người. Đấy nào, cho đây. Đấy luôn đấy. Gà cũng đấy. Tổ trưởng của ba đâu? Em đây ạ. Anh Thanh Kỳ, đưa xem mình ăn rượu như nào. Cho đây vào. Tôi uống tôi không bao giờ, đã bảo không bao giờ tôi uống bơi như thế. Tình cảm người đang đầy đúng không? Tình cảm người tràn trề. Thanh Kỳ. Em lúc nào cũng thích nghiệp như một tổ trưởng của ba, ok? Không được. Tổ trưởng được cái đoán thì bắt trưởng không? Không. Anh Lạch bắt trưởng, anh còn cái bắt trưởng. Quên mất. Ôi, anh ơi, anh đừng uống với em mà, anh uống với con cái thì chi được. Anh không thể con chi được. Thì em chúc em cái đoán lúc nào cũng đều vào nước, 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 không đi ông không nói câu nào nghe nhau là bảo vệ cả đêm đâu nhỉ? Cả ngày không cần nói. Cả đêm đâu? Đúng không? Không cần nói cả ngày luôn. Cả ngày để đấy tí nữa tính sau. Không cần nói luôn. Cả ngày anh gọi là mình em mời anh. Anh mời hai người đúng không? Anh mời anh em đây. Bảo vệ cả đêm đâu? Ông chưa ông bạc sáng chưa ông bạc tối chưa? Cậu cứ để nguyên anh rồi từ từ anh sẽ nói được ai. Anh mình mời cả siêu anh siêu đấy nhá. Chúc chúc mày có luôn luôn mạnh khỏe. Sao mà đây tương lai nhá nghiệp thật vui vẻ đi lên uống đi hết cậu ấy mà cậu thích mà cậu cường cường đấy uống đi nói nhiều thôi. Nào uống đứng lên đây. Hai. Đây là tình cảm thời gian đóng góp mà anh cảm thấy rất nhiều nhưng mà chưa được cái gì thế thôi. Cảm ơn em, cảm ơn người đẹp này rất là cố gắng và luôn luôn thành công. Cảm ơn CEO mẹ Thanh Kỳ, ok. Thanh Kỳ chúc cả mọi người nhé, chúc em có những công việc ổn định tốt hơn. Tôi muốn uống nóng được hơn á. Ok. Ngô Minh Hà. Nhờ chị Ngô Minh Hà. Chị tin, chị tin. Chị tin à. Sáng nay có gì nữa? Lấy qua đi. Không được, em muốn hết. Em muốn 50 em muốn. Không, 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 không,